ngồi ngồi quay ra bên này, ngồi sát ra phía ra này đi. Chị ơi đội mũ lên, cởi mũ ra, mũ ra mặt đâu chị Hạnh ơi. Ôi. Em đang phát trực tiếp cho cả thế giới xem đấy. Chị để chồng cái phao câu vào đây. Tăng công. Ô, đứng này đứng chưa được mát. Đứng này chưa thì nó hát nắng à. Đảo ừ. Thì lại phát. Là chưa? TikTok hay là đảo? TikTok. À, TikTok. 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 Đảo TikTok. Hôm qua có đảo TikTok. Đảo đi to này cơ nhỉ? Đứng được mà đứng bên trong đây này. Đảo TikTok. Ok, tôi vừa không nhé. Có kia không? Trung tâm. Không, không. Cái tàu mấy cái tàu sắt nó ồn lắm, tàu hút dầu hay sao? Đang quay đang tắt nó không dầu. Chị ơi. Đây là những mẫu ảnh. Mẫu ảnh và nhiếp ảnh gia. Hơi nắng nhỉ. Đúng rồi, đấy tươi lên. Nắng lắm cô ạ. Đi chị Hiền ơi, có chụp ảnh không? Em ai chụp chị Kiều nào? Xuống cái gì nhỉ? Xuống lấy quả mắt kính của em ở dưới ấy lên và em chụp. Mắt kính à? Đang để trong túi sách ở dưới chỗ mình ngồi. Tôi xuống rồi, ở trên đây nắng lắm. Lên máy đi chụp. Dạ. Dạ lâu chưa? Ai của tao còn này có cố của tao còn à? Kinh nhờ. Họ đang mang mẹ hư, mẹ họ đang mang tập về tao biển nó vứt thế này. Đang mang về chuyển nó tao không cho về thế này. Để tí nữa em chụp đằng đầu kìa, đẹp. Nắng lắm. Tao rơi điện thoại xuống biển nhé. Năm ngoái em đi Tam Trúc có bà quay xong rơi mẹ xuống nước. Nắng. Nắng cháy da luôn Hiền ạ. Đình Thuế Phạm thấy phu nhân chưa? Vợ đang ngồi chụp ảnh. Nắng quá chị ơi. Chưa thấy nhìn thấy. Bên này đẹp hơn nhỉ. Tàu mình có qua thang đây này. Ở dưới